Sáng nay, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trọng thể tại trường chính trị thành phố. Dự đại hội về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố lần thứ 8 đã đề ra. Công tác hội và phong trào nông dân chuyển biến ngày càng tích cực. Toàn thành phố có 26.500 lượt hội nông dân đăng ký hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, trung bình mỗi năm có hơn 5.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó đạt danh hiệu cấp thành phố và trung ương chiếm 6%. Hội cũng đã phối hợp mở hơn 306 lớp đào tạo nghề, tập huấn, hướng, hướng dẫn cho 7.760 hội viên kiến thức về kinh tế, công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giải quyết việc làm cho hơn 4.463 nông dân, hơn 1.053 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 30.800 lượt hội viên tổ chức 102 hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các phiên chợ nông sản, hội chợ xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá tiêu thụ sản phẩm của nông dân. Tính đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đạt gần 45,5 tỷ đồng, doanh số cho vay hơn 79,9 tỷ đồng, xây dựng được 349 dự án với 2.809 hộ vay vốn phát triển kinh tế, tăng trưởng nguồn vốn đạt 21 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nhờ công tác quản lý và xoay vòng hiệu quả, các dòng vốn này là nguồn lực cần thiết để tái cơ cấu nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đại hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm ban chấp hành hội khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2023, ba tham luận từ hội nông dân các cơ sở, qua đó tìm ra những khó khăn hạn chế, thống nhất các giải pháp trọng tâm, có phần định hướng cho công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ đến.